Đây là Glusiki, anh dừng chân ở khắp các thành phố trên thế giới. Và bạn biết không, mỗi ngày của anh đều trôi qua rất khác biệt và khó quên. Điểm dừng chân của chúng ta hôm nay là Munich, thủ phủ của bang Bayern, phía nam nước Đức. Bang Bayern là một trong những vùng nổi tiếng nhất thế giới, nhất là vào tháng 10 hàng năm. Vì thời điểm đầu đông này là lúc diễn ra lễ hội tháng 10, lễ hội bia nổi tiếng hàng năm thu hút hàng ngàn người đến từ khắp nơi trên thế giới. Chuyến đi này hứa hẹn sẽ được uống bia thật đã. Chắc hẳn chúng ta vẫn tự hỏi làm thế nào mà phong tục của họ lại được cả thế giới biết đến. Vì có vẻ như họ chỉ cần pha trộn những giá trị truyền thống với những hoạt động sôi nổi mà thôi. Vô cùng háo hức, Glusicki đã đặt hẹn với một công ty du lịch vào lúc 9:30 để tìm cho mình một hướng dẫn viên. Ngày hôm nay có thể sẽ bị gián đoạn bởi lễ hội và chỉ có những người Munich bản xứ mới có thể tận hưởng tối đa thời gian này. Anh có biết công ty du lịch nào không? Không à, xin lỗi. Anh có biết công ty du lịch nào không? Không sao, cảm ơn nhé. Xin chào. Xin chào. Các anh từ đâu đến vậy? Hà Lan ư? Đây là trang phục truyền thống của các anh phải không? Đúng vậy. Quần áo của các anh rất đẹp. Còn đây là gì? Đôi sủ gỗ Hà Lan. Đôi giày truyền thống của các anh phải không? Anh có biết văn phòng của công ty du lịch ở đâu không? Anh không biết à? Được rồi. Chúc mọi người vui vẻ. Tạm biệt Hà Lan. Tạm biệt. Chào chị. Chào anh. Chúc một ngày tốt lành. Ở Bayern thì chúng tôi gọi là Grußgott. Biscott ư? Grußgott. À, Grußgott. Tôi đang muốn tìm hướng dẫn viên du lịch trong ngày hôm nay. Vâng, trong ngày hôm nay phải không ạ? Tôi chỉ có 12 tiếng ở Munich. Tối nay tôi phải bay rồi. Tôi hiểu. Tôi cần một ai đó đưa đi thăm thành phố. Chúng ta bắt đầu từ 10 giờ có được không? Được đấy. Địa điểm gặp gỡ là quảng trường Marienplatz. Ngay trước cửa văn phòng có được không? Được. Vâng. Không xa lắm nhỉ. Anh có thể viết địa chỉ của mình ra đây không? Tôi phải điền vào đây ư? Đúng vậy. Anh chỉ cần điền địa chỉ vào là được. Tôi có cảm giác là một tin tốt. Vâng, đúng thế. Tôi đã tìm được cho anh một hướng dẫn viên rất tốt. Chị Rita Hitman. Chị ấy sẽ đến lúc mấy giờ? 10 giờ. Tốt quá, cảm ơn chị nhiều. Vâng. Tạm biệt. Tạm biệt anh. Glusicki có hẹn với chị Rita. Anh có cảm giác đó là người hướng dẫn năng nổ nhất Munich. Chị có phải là Rita không? Tôi Rita đây. Chị đây rồi. Anh là Glusicki phải không? Trông chị thật đẹp. Hôm nay tôi mặc bộ này để tham gia lễ hội bia, lễ hội lớn nhất thế giới. Chị có nghĩ chúng ta có thể thăm cả thành phố trong 12 tiếng không? Ôi, 12 tiếng thì ngắn ngủi quá, phải đi luôn thôi. Ta đi thôi. Đi nào. Glusicki hiểu rằng Rita ăn mặc như vậy để tham gia lễ hội bia. Và ngày hôm nay, thành phố Munich cũng sẽ khoác lên mình bộ cánh truyền thống để hòa mình vào lễ hội này. Con sư tử thật đẹp. Vâng, sư tử là biểu tượng của Bayern. Nó là biểu tượng cho sức mạnh. Chúng tôi có một truyền thống như chị ấy vừa làm, đó là chạm vào nó để lấy may cho cả ngày. Sư tử Bayern đem lại may mắn, hay thật.
Những người được vẽ trên cửa sổ kia là ai? Công chúa Therese de Saxe và nhà vua Ludwig đệ nhất của Bayern, những người khởi xướng lễ hội bia. Vì ông ấy là người khởi xướng nên chúng tôi sẽ tổ chức lễ hội trong vườn bia của ông ấy. Ở đây mọi người uống nhiều bia đúng không? Rita quyết định đi vào giữa lễ hội này. Chị dẫn tới một vườn bia nổi tiếng nơi người Đức tụ tập cùng gia đình hay bạn bè. Và đó chính là nơi bắt đầu lễ hội đối với Glusicki. Lễ hội này được tổ chức với mục đích tiêu thụ hết lượng bia còn tồn đọng trong năm cũ, nhường chỗ cho sản phẩm mới của năm tiếp theo. Năm nay dự kiến 7,5 triệu lít bia sẽ được mang tới lễ hội. Cụng ly. Đây là lần đầu tiên tôi uống bia vào buổi sáng. Vậy à, chúng ta sẽ bắt đầu sớm và kết thúc muộn đấy. Đó là quy định rồi phải không? Chúng ta đang ngồi ở một chiếc bàn quen thuộc của một ai đó. Anh biết đó là gì không? Hình như có tên ai đó. Đúng vậy, giữa bàn có chữ Stammtisch, nghĩa là bàn dành cho khách thường xuyên lui tới. Có một số người hay ngồi đây ăn uống, đánh bài. Rồi, hồi chưa có điện thoại, bên dưới chiếc bàn sẽ có một hộp gỗ nhỏ. Tôi thấy đây rồi. Đúng nó đấy. Mọi người sẽ để vào đó những mẩu giấy nhắn, gửi cho những người hay ngồi ở bàn này, ví dụ như hẹn nhau lúc 3 giờ nhé. Vậy là ngồi uống hớp bia, sau đó muốn hẹn ai thì viết vào giấy rồi bỏ vào đây. Điều đó khá lãng mạn và cũng tiện lợi nữa. Nào, chúc sức khỏe. Chúng ta có rất nhiều kế hoạch cho ngày hôm nay đấy, vì vậy phải ăn cho chắc bụng đã. Đi nào. Ăn sáng cũng là một trong số những kế hoạch trong ngày. Đây rồi. Chúng ta sẽ mua gì cho chuyến ra ngoại? Đây là những gì mọi người sẽ ăn trong vườn bia. Thường thì mọi người sẽ mang củ cải đỏ từ nhà mình đến, rắc một ít muối lên và uống cùng bia. Vị của bia sẽ dậy hơn. Vậy tôi sẽ lấy 2-3 củ nhét vào túi. Kiểu gì cũng phải làm vài cốc bia với chị. Chắc chắn rồi. Người muốn nước ăn uống lành mạnh, đa dạng và giàu dinh dưỡng. Ở đây có đến 200 loại bánh mì cho bạn thưởng thức. Nên ẩm thực của người Munich rất dễ làm hài lòng các thực khách vì sự đa dạng của nó. Bây giờ là lúc chúng tôi cần nạp năng lượng đủ cho cả ngày. Xin chào. Chúng tôi có thể ăn thử không? Cái này ăn cùng bánh quy xoắn của Bayern, cảm ơn. Nó tên là gì? Rất ngon đúng không? Ngon thật. Rất ngon. Xin chào, chị có đặc sản gì vậy? Đây là xúc xích thịt hươu. Xúc xích thịt lợn phải không? Thịt hươu. Xúc xích thịt hươu à? Ở đây có nhiều loại thịt nhỉ? Đúng thế, có nhiều loại động vật ở Bayern. Ngon thật đấy. Cảm ơn chị. Tạm biệt. Ở lễ hội tháng 10 hàng năm, những người tham dự tiêu thụ khoảng 53 con bê, 118 con bò, 12.000 con lợn và 128.000 con gà. Thì rất được coi trọng ở đây đến nỗi người dân Munich còn làm đồ chơi nhồi bông theo hình dạng các loại thịt. Và nếu những chiếc gối chân giò này không thể vỗ về những đứa trẻ đi vào giấc ngủ, thì đã có một thứ khác. Đây là hoa bia đúng không? Đúng đấy, đó là loại cây dùng để chế tạo bia. Trông hợp với chị đấy. Cài bia trên đầu. Cái này để trang trí nhà, người ta nói nó có tác dụng vỗ về. Để xoa dịu tâm hồn à? Cái này là túi thơm phải không? Những chiếc túi thơm này treo cạnh giường sẽ khiến người ta cảm thấy tĩnh tâm. Bia ở khắp nơi. Dưới mọi hình thức. Chỗ nào cũng là bia. Tôi nảy ra ý này. Tôi muốn xem anh mặc trang phục truyền thống của chúng tôi. Chị không đùa tôi đấy chứ? Tôi hoàn toàn nghiêm túc đấy. Chúng ta sẽ mặc thử trang phục của người Bayern. Đây là nơi bán quần da. Để trở thành một người Munich thực thụ rất đơn giản. Chỉ cần mặc vừa chiếc quần đùi bằng da tên là Lederhose.
chọn thêm một chiếc áo sơ mi kẻ caro xanh hoặc đỏ, áo khoác kéo khóa bằng len, rồi đội chiếc mũ truyền thống Steirerhut, cuối cùng là thêm vài món phụ kiện. Tuyệt quá. À, đẹp lắm. Chị vẫn đang uống bia đấy à? Đúng vậy, lễ hội bia mà. Bộ đồ này đẹp lắm. Đã đẹp hơn chưa? Trông anh hoàn toàn thay đổi vậy. Trông anh rất có chất người Bayern. Nhưng hình như vẫn thiếu gì đó. Chiếc mũ làm nên người Munich. Mặc thêm chiếc gilet nữa. Trông rất lịch lãm và thời trang. Uống một cốc bia nữa. Chúng ta đi đường này à? Trang phục truyền thống của phụ nữ có tên gọi là đích đơi. Một chiếc váy rộng có quai, mặc ra ngoài một chiếc sơ mi quấn tạp dề. Hôm nay cả già lẫn trẻ ở Munich đều mặc trang phục truyền thống và ngồi uống cà phê từ sáng sớm. Tham quan một quán cà phê nghe có vẻ không mấy thú vị, nhưng phải thừa nhận đây là một quán cà phê độc đáo. Nó không giống bất kỳ quán cà phê nào khác. Đó là nơi những người dân thành phố Munich đến từ rất sớm để xếp hàng ăn sáng trước cả khi quán mở cửa. Và điều không ngờ đến nhất, đó là nơi này trên thực tế là quán cà phê bia lớn nhất thế giới. Cái lều khổng lồ được trang trí đẹp đẽ, nối liền nhau, rộng tương đương hai sân bóng để đón tiếp người dân thành phố Munich và cả khách du lịch trên khắp thế giới. Vào lúc 11 giờ sáng, một anh chàng người Munich đã quyết định cầu hôn người yêu của mình bằng cách giơ cao tấm biển, em sẽ cưới anh chứ? Và cô gái đồng ý. Thế là một ngày được bắt đầu một cách hân hoan tại bữa tiệc này. Ở đây đông thật đấy. Có khoảng bao nhiêu người trong một cái lều như vậy? Cũng phải gần 10.000 người. Tất cả đều uống bia vào sáng sớm thế này à? Chỉ vào dịp lễ hội bia thôi. Xin chào. Cô ấy đang bán bánh kìa. Trông đẹp thật. Mọi người khỏe không? Anh uống bia cả ngày như vậy à? Chúc anh uống bia vui vẻ. Tạm biệt. Sau bữa sáng đầy men và hoa bia, điểm đến tiếp theo là bảo tàng nước Đức nổi tiếng, một trong những bảo tàng được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới. Vì có lễ hội bia nên bảo tàng sẽ đóng cửa vào buổi trưa. Vì vậy, sẽ chỉ còn một chút thời gian để khám phá bảo tàng rộng lớn, được coi là một trung tâm văn hóa hoạt động rất tích cực ở châu Âu này. Xin chào. Chúng tôi đã uống chút bia. Vẫn có thể vào thăm bảo tàng chứ? Chúng tôi vẫn được tham quan như thường đúng không? Chúng tôi sẽ cố không làm vỡ thứ gì. Ở đây có những chiếc thuyền, đẹp thật đấy. Nhưng họ đem nó vào đây kiểu gì vậy? Anh có quan tâm đến kỹ thuật không? Có chứ, tôi rất thích. Bảo tàng này có nhiều lối đi quá. Vâng, khá rộng lớn. Bảo tàng này có rất nhiều tầng. Muốn đi thăm hết các nơi thì phải đi bộ, tương đương với 17 cây số, 17 cây. Vậy ư? Vậy thì chúng ta không thể tham quan toàn bộ rồi. Chiếc máy bay này không hoạt động được nữa, đúng không? Đúng vậy. Tiếng Đức nói là kaput có phải không? Đúng rồi. Đây là phòng thí nghiệm không gian, chúng ta có thể vào xem bên trong. Có phi hành gia trong đó, họ sẽ ở trong không gian khoảng... nhiều tháng trời. Thế họ có mang theo bia không? Tất nhiên là không rồi. Họ chắc chỉ có thể đem theo bia khô. Bia dạng bột đổ nước vào rồi uống. Đúng vậy đấy. Loại bia có sẵn để giải tỏa phần nào cơn khát. Viện bảo tàng là nơi phản ánh cả một đất nước và người dân của đất nước đó.
Phải nói rằng bảo tàng nước Đức rất đặc biệt, với xu hướng trở về kiểu cũ, nhất là trong lĩnh vực công nghệ mới. Hay quá, robot. Đúng rồi. Đây có phải robot dọn dẹp không? Đúng rồi. Hay thật đấy, tôi cũng muốn mua chúng về nhà. Cái này cũng hay này. Máy vắt sữa, nhưng tôi nghĩ những con bò sẽ sợ hãi khi bị nhốt vào một chiếc máy như thế. Chắc chắn rồi, thật tội nghiệp. Đó là gì vậy? Chắc là loại động vật nào đó. Là vi khuẩn. Vi khuẩn sao? Vi khuẩn đấy. Trông thật nghệ thuật. Đúng thế. Những tấm ảnh chụp vi khuẩn này trông đẹp, đúng không? Tôi thấy thế. Trông rất có thẩm mỹ. Trông tấm ảnh kia thật kỳ lạ. Đó là gì vậy? Để tôi xem nào. Có phải ảnh chụp bệnh sơ gan không? Không phải đâu. Không phải à? Ở đây có tất cả mọi thứ. Bảo tàng lớn nhất thế giới. Đây là gì vậy? Những đường ống dẫn. Đúng là bảo tàng này cái gì cũng có. Đây là khu trưng bày đồ sắt vụn. Còn chỗ này là khu trưng bày các mẫu đá. Những cái này giống như mang về từ Na Uy vậy. Kỳ lạ thật. Chị có biết đây là gì không? Tôi không rõ lắm. Có cả khu trưng bày giấy vệ sinh nữa. Thú vị đấy. Khăn giấy này được tạo ra từ năm 1929. Từ rất lâu rồi đấy. Khăn giấy từ năm 1929 ư? Không phải là khăn giấy, mà là công ty sản xuất khăn giấy. Còn trước đó mọi người không khóc bao giờ nên không cần khăn giấy. Vâng. Chỉ sau năm 1929 mọi người mới biết khóc. Vâng vâng. Đây là khu trưng bày gió ư? Đúng hơn là năng lượng gió. Khung cảnh ở đây đẹp thật. Góc nhìn toàn cảnh trung tâm thành phố Munich. Chúng ta đang đứng trên khu nhà mới xây. Các anh chuẩn bị đóng cửa rồi à? Chúng tôi đã uống chút bia nên đã quên mất. Ông ấy sẽ đóng tất cả lại. Họ sợ sẽ bị ăn trộm phải không? Toàn đồ quý giá mà. Chúng tôi sẽ xuống thẳng phía dưới. Anh ấy sẽ đi cùng chúng ta. Các anh không lo lắng cho bảo tàng và mỗi dịp lễ hội thế này sao? Sẽ có rất đông người. Họ còn uống bia nữa. Một chút. Đúng vậy. Cũng có một số người say xỉn, nhưng không nhiều ư. Cảm ơn anh. Chắc giờ chúng ta lại đi uống một hớp bia thôi nhỉ? Je demande pas ce qu'on fait, je suppose qu'on va boire un coup. Ouais. Bah oui. Sau khi uống một cốc bia không cồn dành cho thiếu niên, chúng tôi đến tham quan một hoạt động hoàn toàn khác biệt. Chúng tôi đi đến bờ sông nơi người dân tụ tập lướt sóng. Ngay trung tâm thành phố lại có một nơi dành riêng cho những người chơi môn thể thao cần nhiều kinh nghiệm thế này. Vào đầu mùa đông, dòng nước chảy cực kỳ xiết và liên tục tạo thành những con sóng lớn, khiến rất nhiều người đam mê lướt sóng trên thế giới ao ước được cưỡi lên. Thú vị thật, người ta có thể lướt sóng ở đây. Thật khó tin đúng không? Lướt sóng ngay giữa lòng thành phố Munich. Thật khó mà tưởng tượng. Đây là những con sóng tự nhiên của sông Isar. Con sông này tạo ra sóng quanh năm. Rất ấn tượng. Anh có muốn thử không? Không. Chúng ta sẽ mua một bộ đồ đẹp. Anh sẽ được bảo hộ kỹ càng. Thôi, tôi không muốn. Tôi đùa đấy. Ra vậy, chị vui tính quá. Chúng ta đi đâu đây? Đi nghe nhạc Bayern nhé. Chị thích nghe nhạc à? Tất cả các sàn nhạc đều sẽ chơi tại lễ hội. Và ngày cuối tuần khai mạc lễ hội. Mỗi người chơi một đoạn à? Không, tất cả sẽ cùng chơi. Tất cả sao? Thú vị đấy. Họ sẽ chơi những bài đặc trưng của Bayern. Sẽ là một màn đồng diễn. Họ sẽ tập trung trước thềm bức tượng Bavaria. Une grande statue qui s'appelle Bavaria. Trước thềm bức tượng Bavaria, biểu tượng của xứ Bayern, tất cả sẽ tập trung vào lúc 12:30. Tất cả các thương hiệu bia đều sẽ tập hợp lại đây cùng dàn nhạc của họ để khai mạc lễ hội trước khi mở thùng bia của họ. Mm.
Còn khoảng 5 phút nữa. Người Đức thường rất đúng giờ phải không? Thường là vậy. Chị có đúng giờ không? Luôn luôn. Họ đang làm gì vậy? Họ đang tập hợp đấy. Dàn nhạc sẽ chơi bây giờ. Để khai mạc lễ hội ư? Họ sẽ chơi loại nhạc gì? Nhạc dân gian của Bayern. Ở đằng xa kia là kèn sừng Amper. Loại nhạc cụ này sẽ tạo ra âm thanh cực kỳ hoành tráng. Tôi nghĩ nó có thể đánh thức tôi vào buổi sáng. Chắc chắn rồi. Giờ anh đã tỉnh ngủ hẳn chưa vậy? Rồi. Tốt lắm. Hay thật. Hơi giống nhạc diễu binh. Cũng đúng. Không phải loại nhạc để nhảy nhót đúng không? Chỉ nghe thôi đúng không? Tôi biết bài này, khá nổi tiếng. Thật sao? Vâng. Anh chưa từng tham dự lễ hội bia nhưng lại biết bài này ư? Đúng vậy, tôi mới tham dự lần đầu, nhưng tôi cảm thấy rất quen thuộc. Giờ là lúc người dân Munich đi mua sắm cho lễ hội. Và điều đáng ngạc nhiên là món đồ được mua nhiều nhất lại là... Họ làm gì vậy? Họ đã bắt chước tiếng chim hót. Đặt nó trên lưỡi à? Anh ấy hót như chim ấy. Hai người đó là người chim đấy. Họ là hai chú chim. Đúng vậy. Anh đặt cái còi lên lưỡi và hót tiếng chim à? Bây giờ, đầu giờ chiều và bia đang được chuyển đến trên xe ngựa. Những con ngựa đang cố gắng kéo 50 tấn bia và một số con đã quyết định đình công. Chúng phải mang trên mình 70 cân đồ trang trí, cộng thêm chiếc xe nặng 2 tấn rưỡi. Công việc kéo bia này thật quá khó nhọc đối với chúng. Anh là người chăm sóc những con ngựa này à? Hôm nay thì là anh ấy. Thế à, chúng thật tuyệt vời. Moritz, Moritz. Nó tên là Moritz à? Chào Moritz. Giống tên ca sĩ Maurice Chevalier. Đúng rồi, chị thật hài hước. Cẩn thận đấy, nó không dễ thương lắm. Công việc này có vẻ vất vả. Mọi thứ đều được làm bằng tay. Chúc anh một ngày tốt lành. Tạm biệt Maurice. Lễ hội bia tháng 10 có nguồn gốc từ đám cưới của Thái tử Ludwig và công chúa Teresa de Saxe Hildburghausen năm 1810. Đám cưới được tổ chức trên một cánh đồng, ngày nay mang tên cánh đồng của Teresa. Bia sẽ được mang vào để trong những túp lều nhỏ. Sau đó, chủ các quán bia hoặc các nhà sản xuất bia sẽ dựng những căn lều lớn cho mọi người ngồi xem diễu hành xe ngựa. Đoàn xe ngựa này thật thú vị. Đúng vậy đấy. Đoàn đua ngựa này để tưởng nhớ đến lễ hội tiền thân của lễ hội bia phải không? Đúng thế, một cuộc đua ngựa đã được tổ chức trong lễ hội tháng 10 đầu tiên. Tất cả người dân Munich đều được mời tham dự ư? Toàn dân đều được mời. Ở đó có phô mai miễn phí, xúc xích, bia cũng miễn phí. Tất cả đều miễn phí, kể cả bia. Đúng vậy, nhưng đáng tiếc là giờ thì không còn miễn phí nữa. Chúng ta lại đi uống một cốc bia nhé. Lại uống bia à? Nhưng là một loại bia đặc biệt. Bia của thầy tu. Thầy tu cũng nấu bia à? Vâng. Họ được quyền làm vậy sao? Tất nhiên rồi, họ đã làm thế từ 10 thế kỷ trước. Đó là những tu sĩ dòng thánh Bernoa ở Andex. Thật tuyệt khi được dừng chân ở một không gian thiên nhiên rộng lớn. Rita biết một thầy tu và vị thầy tu này đã đồng ý tiếp đón chúng tôi. Một cuộc gặp gỡ rất đặc biệt vì những tu sĩ Bernoa có nguyên tắc không xuất hiện trước mặt người lạ. Nhưng hôm nay, chúng tôi lại có thể gặp được một vị tu sĩ như vậy. Đi bộ xa đấy. Đúng thế, chúng ta phải nhanh lên. Phải nhanh lên, ở đằng kia. Anh không sao chứ? Không. Chúng ta có hẹn với vị này phải không? Xin chào.
Anh khỏe không? Tôi khỏe. Tôi cũng thấy là anh rất khỏe đấy. Hãy nói cho tôi biết các anh làm bia như thế nào. Họ sẽ phải vừa cầu nguyện vừa làm, cùng một lúc. Vậy thì bia có tác dụng gì cho việc cầu nguyện không? Bia sẽ hỗ trợ chúng ta khi nói chuyện, giao tiếp. À, phải rồi. Nó sẽ kích thích đầu óc, phải không? Tôi có thể đi xem nơi các anh nấu bia được không? Các anh tạo ra bia như thế nào? Các thầy tu vẫn luôn sản xuất bia với những nguyên liệu thông thường như hoa bia, bạch nha, men và nước. Chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi à? Vậy các anh phải ủ các nguyên liệu trong bao lâu? 8 tuần cơ à? Lâu thật đấy. Và nó không gây hại cho đầu óc. Việc ủ các nguyên liệu trong thời gian dài sẽ khiến chúng không gây hại cho đầu óc. Điều đó sẽ tốt hơn cho việc cầu nguyện. Các anh sản xuất với số lượng lớn à? Cái gì đây? Ôi, nhìn thấy khác rồi, lớn quá. Trong này chứa bia phải không? Tất nhiên rồi. Các anh cũng cung cấp bia cho lễ hội phải không? Đúng thế. Ở đây các anh có cả thánh giá ư? Chúa ở đó để giám sát công việc à? Để đảm bảo mọi thứ đều hoạt động tốt. Thật ấn tượng. Các anh sản xuất bao nhiêu chai bia mỗi năm? 10 triệu chai mỗi năm. Ôi, đủ cho cả thế giới mất. Tu viện này rộng thật. Ở đây các anh làm ra bao nhiêu chai bia mỗi ngày? 20.000 chai mỗi giờ. 20.000 chai mỗi giờ sao? 20.000 chai mỗi giờ. Vị chi là 480.000 chai mỗi ngày vì những chiếc máy này hoạt động không ngừng nghỉ. Theo thông lệ, luật Rehengebot, đạo luật tinh khiết dành cho bia Đức, quy định những nguyên liệu được phép sử dụng trong sản xuất bia. Chỉ có hoa bia, mạch nha làm từ đại mạch, nước và men bia. Tuy nhiên, những quy định này không hạn chế các nhà sản xuất phát triển nhiều loại bia khác nhau, và những loại này thường sẽ được đặt tên theo nguồn gốc xuất xứ. Người tiêu dùng sẽ có đến 5.000 nhãn bia khác nhau, đến từ 1.270 nhà sản xuất để lựa chọn. Đẹp nhỉ? Đúng vậy. Hello. Xin chào. Trông ngon nhỉ? Món của anh là chân giò. Món này chúng ta từng ăn rồi phải không? Đúng rồi. Chân giò. Đúng rồi. Anh phải dùng chiếc dao dành cho món này. Dùng nó để ăn nhé. Không cứng đến thế chứ. Chúng tôi luôn thích những món ăn truyền thống. Mùa đông ở đây có vẻ khắc nghiệt. Đúng vậy. Thế nên ở đây người ta ăn nhiều chất béo. Trong mùa ăn chay công giáo, các thầy tu không được ăn bánh mì. Bánh mì sẽ được thay bằng bia. Vì thế nên các thầy tu sản xuất rất nhiều bia để dùng thay bánh mì. Đó là truyền thống của chúng tôi. Họ không được ăn bánh mì sao? Không, chỉ được uống bia thôi. Họ cũng sáng tạo đấy. Đúng vậy, đó là một cách hay, có thể giúp chúng tôi tránh các loại bia mạnh. Ta đi chứ. Buổi chiều hứa hẹn sẽ rất náo nhiệt. Chúng tôi tham quan bảo tàng bia, địa điểm cuối cùng cần đến trước khi hòa mình vào lễ hội. Có cả bảo tàng bia. Được đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ đến đó. Vậy là không uống bia nữa? Có chứ, ở đó có một nhà hàng, đó là bảo tàng bia mà. Chị chỉ nghĩ đến việc uống bia thôi. Chứ sao nữa, anh đã ở Munich mà. Ở đây à? Đúng rồi, vào thôi. Xin chào. Đây là ngôi nhà cổ nhất thành phố Munich. Chúng được xây từ thế kỷ thứ 14. Phòng trưng bày nằm trong những căn phòng cũ kỹ của ngôi nhà này. Ở đó, họ sẽ kể cho anh nghe lịch sử của bia và lễ hội bia. Các anh bảo quản bia từ thời đó sao? Tôi bắt đầu nói tiếng Đức rồi đấy. Bắt đầu từ đâu nhỉ? Bắt đầu từ nguyên liệu làm bia à? Ở đây cũng có thầy tu này.
ingrédients. Bah oui, forcément. Ah bah là, il y a les... C'est les moines, ça. C'était les moines qui... Các thầy tu uống và sản xuất bia. Họ đang vừa uống vừa suy ngẫm đấy. Vị thầy tu ở bên phải đang suy nghĩ xem ông ấy đã uống được bao nhiêu cốc rồi. Chồng ông ấy có vẻ hài lòng. Chắc chắn đây là các thầy tu của dòng thánh Benoît. Đúng vậy, vị này có vẻ rất vui. Đúng thế, đôi má đỏ hồng lên vì uống bia. Chị cũng thế đấy, Rita. Anh thấy vậy à? Trông tôi đẹp hơn đúng không? Đúng vậy, má hồng rất đẹp. Sẽ phải nào? À, bảo tàng. Sẽ phải. Đi đường này đúng không? Bảo tàng. Chỗ này đẹp đấy. Vâng. Chúng ta đi đâu nữa nhỉ? Bảo tàng đi đường nào? Đường này à? Đúng rồi. Chỉ là một phòng trưng bày. Cẩn thận bước chân nhé. Đây là một khung cảnh cuộc sống thường ngày đúng không? Ở đây có kính à? Một khung cảnh thường nhật. Ở kia có củ cải đỏ kia. Kia là cốc bia đặc trưng để uống bia ngày xưa, được làm bằng sành và có nắp đậy. Ông ấy trông có vẻ rất hài lòng. Đúng vậy, ở trên tường có những cái đầu hươu, có thể dùng làm đồ nhắm. Có lẽ thế. Đường này. Đây là những cốc uống bia ư? Trông hay nhỉ? Những chiếc cốc độc đáo. Đó là những biểu tượng của thành phố. Nhưng thật kỳ lạ khi uống bia đựng trong một người phụ nữ. Đó là sự sáng tạo của nghệ sĩ. Nhưng đó có phải là một nhà tu đấy chứ? Là một nhà tu à? Đúng thế. Thầy tu là một trong những biểu tượng của thành phố này ngay từ khi thành lập. Khi ta nói đến nhà của các thầy tu có nghĩa là đi đến Munich. Vì Munich trong tiếng Đức cổ có nghĩa là thầy tu. Ra thế, đến Munich nghĩa là đến nhà các thầy tu. Đúng vậy đấy. Những chiếc cốc uống bia nổi tiếng, đây là cốc ngày xưa thường dùng đúng không? Đúng vậy. Những cái tên trên này có ý nghĩa gì? Đó là tên người sở hữu chúng. Mỗi chiếc cốc gắn một bảng tên à? Chính xác. Đây là cốc của tôi, đừng ai đụng vào. Không được lấy nhầm đấy. Nếu uống chung cốc sẽ truyền vi khuẩn sang, đừng có đụng vào. Đây là ngày dành cho các nhà sản xuất bia ở Munich, tổ chức vào mùa xuân hàng năm. Vào mùa xuân à? Ôi, nhìn họ nhảy kia. Đúng thế. Bảo tàng này thật thú vị. Sau khi học lý thuyết, giờ chúng ta sẽ thực hành. Đây là nước à? Tặng bia cho khách tham quan, ý tưởng hay đấy. Không phải nước mà là bia. Ý tưởng rất hay. Các anh thường tặng bia cho khách tham quan à? Cho tất cả mọi người. Cụng ly. Cụng ly. Không biết chúng tôi đã uống bao nhiêu cốc trong ngày hôm nay rồi. Không cần nghĩ đâu. Không nghĩ nữa. Anh cũng thích uống bia đúng không? Nhìn bụng tôi là biết. Nó nói lên tất cả. Bia khiến chúng ta tăng cân rất nhanh. Anh không tham dự lễ hội sao? Ở lại đây không thấy buồn à? Trông anh có vẻ buồn. Đúng vậy, tôi đang rất buồn. Trong lúc lễ hội diễn ra, có ai đến đây tham quan không? Không, họ đều đi dự lễ hội cả rồi. Họ đều ở đó rồi, nên không ai đến đây cả. Chẳng ai quan tâm chỗ này nữa. Tất nhiên rồi. Bảo tàng này thật đẹp. Cảm ơn. Cụng ly. Nó khiến tôi có thêm nhiều hiểu biết về văn hóa. Đi thẳng rồi rẽ phải. Chúng ta vừa nhắc đến mấy con hươu xong. Lễ hội bia tổ chức ở đây à? Chính xác. Oh là là. Đông quá đi mất. Quá đông. Xin chào. Khoảng 7 triệu người ở mọi lứa tuổi hiện đang có mặt ở đây. Hội chợ dành cho tất cả người dân Munich này sẽ kết hợp hai hoạt động riêng biệt và hoàn toàn không giống nhau vào một nơi. Đó là nếm thử bia cùng các đồ ăn mặn ngọt khác và các vòng đu quay. Trông hay nhỉ? Đúng vậy, nhưng tôi sợ lắm. Mọi người đến đây chỉ cần chọn một trong 270 trò để giải trí. Và Rita đã quyết định chơi dần từ giờ cho đến tối. Chuyến tham quan Munich sẽ tiếp tục trên những vòng đu quay vì chị Rita đã quyết định thử thách bản thân và vượt qua từng nỗi sợ của mình. Chúng ta sẽ chơi vui. Chắc chắn rồi.
Anh sợ không? Không, tôi ổn. Đừng làm quá lên như thế. Chị có thích những vòng đu quay không? Tôi có. Lượng tiêu thụ bia tại lễ hội lên đến 7 triệu lít. Bia tại lễ hội bia sẽ hơi khác biệt so với bia thông thường. Chúng tôi thích cả những chuyến dã ngoại nữa. Chúng tôi thường xuyên đi dã ngoại vào cuối tuần. Xung quanh đây có dãy Apple đúng không? Cũng gần đấy. Anh ổn chứ? Đừng lo lắng, chúng ta đã uống khá bia rồi nên sẽ thấy nhẹ nhàng thôi. Cứ tận hưởng hết mình. Chắc chắn rồi. Ôi trời, lực ly tâm của trò này mạnh quá. Chắc chắn. Sợ quá. Tôi đã sai lầm rồi. Nó chạy nhanh quá. Đúng là ý kiến tôi. Anh sẽ mua một chiếc quần đùi xa chứ? Tại sao lại không? Trò này thú vị đây. Chúng ta sẽ lên thẳng phía trên rồi lao xuống, lượn phải, lượn trái. Ôi, tôi sẽ không bao giờ chơi trò này nữa. Chị có chắc không? Đúng thế. Vui mà. Tôi sẽ không bao giờ chơi nữa. Đằng xa kia có nhà thờ kìa. Anh có nhìn thấy không? Ôi, nó lại lao xuống rồi. Tôi không nhìn thấy gì nữa. Nó lao nhanh quá. Nó lại lao xuống rồi. Ngồi trên đu quay để ngắm khung cảnh Munich thế này cũng là một ý hay đấy. Tôi không nhìn thấy gì nữa. Chúng ta có thể nhìn thấy một khía cạnh khác, hoàn toàn khác của thành phố. Trong số những trò giải trí ở đây có trò sàn xoay nổi tiếng. Trò này để thử thách khả năng đứng vững của người chơi. Người ta nghĩ ra rất nhiều trò chơi trên sàn xoay này. Và Rita, người phụ nữ bày ơn dũng cảm, đã quyết định thử chơi một lần. Không khí nhộn nhịp thật đấy. Vui thật. Trò này chơi lâu không? Tôi bắt đầu bị đẩy đi rồi. Chúng ta sẽ không trụ được lâu. Đến lượt tôi rồi. Nhanh quá. Chị ổn chứ, Rita? Lưng chị không đau chứ? Chỗ này leo cao quá. Nó sẽ dẫn tới đâu? Một cái máng trượt à? Hay đấy. Chúng ta sẽ ngồi lên cái máng đó và trượt xuống. Chị chơi được chứ? Mong là thế. Chúc chuyến đi tốt đẹp, Rita. Cẩn thận đấy. Tạm biệt. Nó trơn thật. Chị ổn chứ, Rita? Rát quá. Nó làm tôi đau lưng. Khu lễ hội rộng 26 hecta, 12.000 nhân viên phục vụ sẽ phục vụ hơn 7 triệu cốc bia 1 lít cho những vị khách trong mùa lễ hội. Những con số đang thay đổi chóng mặt và có vẻ như lượng bia tiêu thụ năm nay sẽ vượt cả kỷ lục 7,5 triệu lít bia năm ngoái. Không biết những người quản lý các trò chơi ở đây có chống lại được sự cám dỗ của bia không? Rita và tôi đã quyết định thử tiếp cận một trong số họ. Mũ đẹp quá, rất hợp với lễ hội. Nó hợp với anh đấy. Trông tôi thế nào? Rất đẹp. Xin chào cô gái, cô khỏe không? Tôi khỏe. Hôm nay thật là no đủ. Thôi đi nào. Anh có chiếc mũ đẹp đấy, trông anh rất khỏe khoắn. Hôm nay anh đã làm gì? Anh ấy làm việc. Anh làm việc ở lễ hội à? Đúng vậy. Anh có khó chịu không? Nhiều người uống bia như vậy mà.
Chỉ cần pha trò chút thôi là ổn. À ra vậy, vậy anh có uống bia lúc làm việc không? Anh ấy chỉ uống bia pha nước chanh thôi. Cũng đúng thôi. Cuộc phỏng vấn mang lại cảm giác yên tâm. Những người quản lý trò chơi có vẻ như sẽ không uống bia. Họ muốn giữ cái đầu lạnh để kiểm soát các vòng đu quay. Đây là một chuyện tốt, vì sau đó chúng tôi gặp một người quản trò khác trong trò chơi đập búa. Xin lỗi, một lượt bao nhiêu tiền vậy? 2 euro. Vâng, anh đã uống bia phải không? 2. Anh chỉ cho tôi với. Tôi không biết làm thế nào. Tôi thử nhé. Ôi, tôi đã làm gãy nó. Nó đã lên đến 5 cm. Sau 4 nhát búa, cuối cùng cũng thắng. Anh giỏi lắm. Cái đó có vẻ hay. Đúng vậy. Chị rất thích những ngọn núi đúng không? Đúng thế. Người Munich có thường đi trượt tuyết vào mùa đông không? Thường xuyên. Hầu như tất cả trẻ con ở đây đều biết trượt tuyết. Có những trạm trượt tuyết nào? Có trạm Garmisch này. Ồ, trạm đó nổi tiếng. Xuất phát rồi. Đi nào. Đi nào. Khung cảnh hội chợ nhìn ở đây đẹp quá. Đúng thế, rất đẹp. Sau một ngày chúng ta vừa trải qua, chị thấy vui chứ? Tôi rất vui. Còn anh? Tôi cũng thế. Sau khi chơi trò này, tôi không còn sợ máy bay nữa. Chị ổn chứ? Không sợ lắm đúng không? Rất nhẹ nhàng. Ở đây thật vui. Vâng. Tôi cứ tưởng đã kết thúc rồi. Chị ổn chứ? Trò này khá ngắn nhỉ? Chị ổn chứ? Vâng, tôi vẫn ổn. Không hiểu Rita lấy can đảm ở đâu để đối mặt với những vòng đu quay nguy hiểm này, nhưng phải nói rằng chị ấy thật đáng ngưỡng mộ. Tôi hỏi chị điều này được không? Vâng. Tôi muốn đề xuất một thứ. Ôi giờ thì hãy làm thứ gì đó nhẹ nhàng nhé. Tất nhiên rồi, chị yên tâm. Rita thích những thứ nhẹ nhàng. Chúng ta sẽ tặng chị ấy một khoảng thời gian nhẹ nhàng. Những vòng đu quay khiến chúng tôi bị căng cơ, nên đã đến lúc duỗi chân duỗi tay một chút. Và Rita chắc chắn sẽ rất vui vì người Đức rất thích nhạc disco. Chúng ta sẽ làm một vòng nữa, rồi sau đó tôi phải ra sân bay. Đã đến lúc rồi sao? Thời gian trôi nhanh quá. Bữa tiệc nào cũng có lúc tàn mà. Nhanh thật đấy. Còn lễ hội này dường như không bao giờ tàn vậy. Không đâu. Đông thật đấy. Chị có thích khiêu vũ không, Rita? Tôi rất thích. Không khí ở đây thật kỳ lạ. Vui thật đấy nhỉ? Đúng thế. Không phải tiếng Đức đúng không? Không phải. Tôi biết mà. Xin chào. Chúng tôi sẽ thắng thứ gì nếu ném chúng? Nếu tôi làm đổ tất cả thì tôi sẽ có một thú nhồi bông à? Có chứ, tại sao không?
Không tồi nhỉ. Giỏi lắm. Nó bật lại này. Thế là được thêm một lượt à? Hay lắm. Quá tuyệt vời. Tôi đã thắng một con thú nhồi bông. Chị hài lòng chứ? Rất hài lòng. Chị muốn con gì? Mèo, gà hay quái vật? Con cừu đi. Của chị đây. Nhà nghiêng à? Đứng thế, nhà nghiêng theo kiểu bay ơn. Thật kỳ quặc. Phải đi qua cái này. Chúng ta sẽ bị nghiền nát mất. Bạo lực quá. Chị không sao chứ? Vâng. Con cừu thì sao? Nó gãy chân rồi. Con cừu của tôi gãy chân rồi. Trò này vui thật. Đúng vậy. Nó làm thoải mái tinh thần. Mấy cái đèn này đập đau đầu quá. Chỗ này khó nhìn quá. Hãy cẩn thận. Tôi sẽ đi theo anh. Không biết đâu là kính nữa. Nhìn không khác là bao. Tôi còn một chuyến bay đang chờ nữa. Tôi phải tìm thấy lối ra. Tôi không biết lối ra ở đâu. Đằng này. Chị ổn chứ? Đường này à? Đúng vậy. Tôi vẫn chưa thấy đường ra. Chị đã ở đâu vậy? Tôi tìm chị khắp nơi. À, đường này. Ra rồi. Anh gì ơi, hãy rẽ trái ở lối thứ nhất, rẽ phải ở lối thứ hai, rồi đi thẳng đến cuối đường. Đúng, rẽ phải ở lối thứ hai. Hãy nghe tôi, nếu không anh sẽ không bao giờ thoát ra được đâu. Nhìn anh kìa, chắc anh ấy đã uống nhiều bia. Xin chào, trông anh ấy vẫn còn khỏe lắm. Đường nào nhỉ? Đường này. Vita thân mến, đã đến lúc tôi phải đi rồi. Thời khắc chia tay đã đến. Hãy chăm sóc tốt con cừu này. Tất nhiên rồi. Tôi có thể tin chị không? Lần sau gặp lại anh sẽ thấy. Cảm ơn chị vì một ngày tuyệt vời. Chúng ta sẽ gặp lại ở lễ hội nhé. Tôi cũng mong thế. Hẹn lần sau. Năm sau tôi sẽ quay lại. Anh luôn luôn để chào đón. Đi đường nào để bắt taxi? Tôi có thể tìm thấy taxi ở đó đúng không? Đúng thế. Glusicki rời khỏi Munich với một cảm nhận chắc chắn, đây chính là thủ đô của bia. Thủ đô theo đúng nghĩa của từ này, ngay giữa thành phố. Anh tìm thấy một cuộc sống nồng nhiệt, nhịp nhàng và có vẻ nề nếp. Munich là một thành phố trẻ nhưng vẫn giữ được những giá trị truyền thống của mình. Một thành phố gây ấn tượng mạnh bằng cách kết hợp tất cả những gì nó có. Glusicki rời khỏi nước Đức vui vẻ và một ngày nào đó anh sẽ trở lại. Mặc bộ đồ truyền thống bay ơn, hòa mình vào những trò chơi chóng mặt. Với điều kiện, người đồng hành của anh là chị Rita, người bay ơn tốt nhất và niềm nở nhất mà anh từng gặp.